nào cùng nhau trao ánh sáng thế tôn rạng ngời, hoa man sương muôn tinh tú tô thêm màu tươi. Từ miền đông băng qua phương tây, lời hoan chúc vang lên cung mây, Đức Thích Ca đã ra đời từ đây. Ngày đạn sinh trời tung ánh sáng trăng tràn hòa, nhạc thiêu dâng dâng ca vút đất ca thì la, trầm hương sống nơi cây vô ưu, hào quang thiếu tiêu tan năm chiều, coi ta bà Đức Cha lành đạn sinh. Khắp chốn hân hoan mừng, đời nhọc nhằn thơm ngát mùi hương, ngân quang sáng cung trời, bao có lòng đường thắm màu tươi. Đều nhịp vui cùng vang chúc Thích Ca ra đời, một tình thương bao la ánh dương quang trùng khơi, đời mở thêm hân hoan vui ca, hồn dịu em nghe âm vang xa, tấm hương thiêng trên muôn nẻo đường hoa. Nào cùng nhau trao ánh sáng thế tôn rạng ngời, hoa man sương muôn tinh tú tô thêm màu tươi. Từ miền đông băng qua phương tây, lời hoan chúc vang lên cung bay, Đức Thích Ca đã ra đời từ đây. Ngày đạn sinh trời tung ánh sáng trăng tràn hòa, nhạc thiêu dâng dâng cao vút đất ca thì la, trầm hương sống nơi cây vô ưu, hào quang thiếu tiêu tan đắm chưa, coi ta bà Đức Cha lành đạn sinh. Khắp chốn hân hoan mừng, đời nhọc nhằn thơm ngát mùi hương, ngân quang sáng cung trời, bao cõi lòng đường thắm màu tươi. Đường nhịp vui cùng vang chúc Thích Ca ra đời, một tình thương bao la ánh dương quang trùng khơi, đời mà thêm hân hoan vui ca, hồn dịu em nghe âm vang xa, trên muôn nẻo đường hoa. Đời mở thêm hân hoan vui ca, hồn dịu em nghe âm vang xa, tấm hương thiêng trên muôn nẻo đường hoa. Thank you.
chúng thần hòa thượng đạo hiếu thịnh hằng, hòa thượng đạo hiếu thích thiện minh, hòa thượng đạo hiếu thích thiện thái, hòa thượng đạo hiếu thích chứng minh, thượng tọa đạo hiếu thích minh thân, thượng tọa đạo hiếu thích lễ tâm, thượng tọa đạo hiếu thích chân trí. Và xin kính trân trọng giới thiệu lên lễ đài kính dự ông Trần Văn Khuyên, ông Lê Văn Nghĩa, bà Trương Thị Mỹ Hạnh, bà Phạm Thị Thanh Huyền. Về phía tôn giáo bạn xin được trân trọng kính mời linh mục Nguyễn Ngọc Vượng lễ sanh Thái Giao Thân. Xin mời bà Phạm Thị Thanh Huyền tiến lên trên khán đài vinh dự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ này để đại lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, giờ phút này chúng con kính cung thỉnh quý chư tôn giáo phẩm, đại đức tăng ni, quý vị khách quý, quý tôn giáo bạn cùng đồng bào Phật tử hoan hỷ khởi thân, chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần. Chúng con kính cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Thiện Minh, chứng minh ban trị sự Phật giáo huyện Hóc Môn khởi niệm. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Một phút nhập từ bi quán để tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, tưởng niệm chư vị tiền bối hữu công, tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức đã tự thiêu vì đạo pháp và dân tộc, cùng chư vị thánh tử đạo, các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho đất nước đứng lên nở hoa độc lập, kết quả tự do. Phút nhập từ bi quán bắt đầu. Tưởng niệm trôi qua cung thỉnh chư tôn đức, quý quan khách cùng quý Phật tử an tọa. Kính thưa quý cấp lãnh đạo đảng, chính quyền cùng các ban ngành, đoàn thể, thành phố, huyện Hóc Môn, xã Tân Thế Nhị. Kính thưa quý chức sắc tôn giáo bạn cùng quý đồng bào Phật tử. Ngược dòng lịch sử cách đây 2646 năm, tại xứ Ca Tỳ La Vệ thuộc đất nước Ấn Độ cổ đại, dưới sự trị vì của vua Tình Phạn và hoàng hậu Maya, nhờ phước duyên to lớn, vua và hoàng hậu đã hạ sinh một hoàng nam và được đặt tên là Tất Đạt Đa. Mặc dù sống trong cảnh quyền uy của một bậc Đông Cung Thái tử, được sự yêu thương nuông chiều hết mực của vua cha và hoàng tộc, nhưng vì lòng từ bi vĩ đại muốn cứu khổ độ sinh, nên đến năm 19 tuổi, vào nửa đêm thanh vắng, Thái tử Tất Đạt Đa đã vượt thành xuất gia tìm đạo, tìm con đường giải thoát an vui cho tất cả mọi loài. Sau 5 năm tìm thầy học đạo, 6 năm khổ hành trần già, và 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ Đề, vào một sớm tinh sương khi sao mai vừa mới mọc, Thái tử Tất Đạt Đa đã đắc thành Phật quả với tôn hiệu là Thích Ca Mâu Ni, khi ấy ngài vừa tròn 30 tuổi. Sau khi thể nhập tuệ giác vô sư, ngài đem chánh pháp nhiệm màu truyền bá khắp nơi, từ làng mạc rừng núi đến thung lũng đồi cao, ở thôn xóm nghèo khổ hay nơi phố thị phồn hoa, ngài đều có mặt và đưa tất cả trở về với ánh sáng chân như, tự do và bình đẳng. Cuộc hành trình hoằng pháp độ sinh của Đức Phật kéo dài suốt 49 năm và đến năm 80 tuổi, dưới hai cội cây Sa La, Đức Phật đã an nhiên thì hiện Niết Bàn, để lại xá lợi và biết bao lời kinh vô giá cho nhân loại nói chung và tứ chúng đệ tử Phật nói riêng trên bước đường tìm cầu giải thoát. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý lượng vị, hôm nay mùa Phật đản lại về, hòa cùng tất cả tấm lòng của người con Phật trên khắp năm châu và mọi miền đất nước, hướng về kỷ niệm ngày đản sinh. Thì hiện ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hóc Môn hiệp cùng tăng ni Phật tử huyện nhà trọng thể tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, dương lịch 2022, và đó cũng chính là lý do đại lễ sáng hôm nay. Chương trình đại lễ được diễn ra với trình tự như sau: 1. Niệm Phật cầu gia hộ, 2. Lễ chào cờ,
và nhập từ bi quán. 3. Tuyên bố lý do thông qua chương trình giới thiệu thành phần tham dự. 4. Tuyên đọc thông điệp Phật đản. 5. Tuyên đọc diễn văn Phật đản. 6. Tặng hoa chúc mừng. 7. Phát biểu của đại diện lãnh đạo chính quyền huyện Hóc Môn. 8. Nghi thức cúng dường Phật đản. 9. Lời cảm tạ của ban tổ chức. 10. Thả bóng bóng hòa bình. 11. Hồi hướng chấp hình lưu niệm và hoàn mãn. Chứng minh đại lễ sáng hôm nay, chúng con xin được xin được cung kính giới thiệu Hòa thượng Đạo Hiệu Thích Tình Hạnh, thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Hòa thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Minh, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hóc Môn. Hòa thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Thái, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Bình Tân. Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Minh Thanh, ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hóc Môn. Thượng tọa Thích Lệ Tông, ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Hóc Môn. Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Minh Trí, phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hóc Môn. Và xin được kính giới thiệu chư tôn giáo phẩm Đại đức Tăng Ni, quý ni trưởng, ni sư, thành viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hóc Môn, trụ trì quán từ các cơ sở từ viện trong địa bàn Phật giáo huyện Hóc Môn, xin được cung kính giới thiệu. Về phía tôn giáo bạn, xin được trân trọng giới thiệu linh mục Nguyễn Ngọc Phượng, hạt trưởng giám hạt huyện Hóc Môn. Xin được giới thiệu ông Phạm Nhân Đông, trưởng ban đoàn kết tôn giáo huyện Hóc Môn. Xin được giới thiệu lễ sanh Thái Giao Thanh, trưởng ban cai quản họ Đạo Thánh Thích Cao Đài huyện Hóc Môn. Về phía quý cấp lãnh đạo chính quyền thành phố, xin được trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Thanh Huyền, chuyên viên ban tôn giáo thành phố. Lãnh đạo chính quyền huyện Hóc Môn, xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Huyên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn. Ông Lê Văn Nghĩa, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận huyện ủy huyện Hóc Môn. Bà Trương Thị Mỹ Hạnh, ủy viên ban thường vụ, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Hóc Môn. Ông Đỗ Thanh Hòa, huyện ủy viên, phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn. Thượng tá Phan Văn Hiền, đại diện ban chỉ huy sư đoàn 317, cùng quý đại diện ban chỉ huy quân sự, ban chỉ huy công an huyện cùng các ban ngành đoàn thể huyện Hóc Môn. Về lãnh đạo xã Tân Thái Nhì, xin được trân trọng giới thiệu bà Huỳnh Thị Kim Ba, bí thư đảng ủy xã Tân Thái Nhì, cùng các ông bà trong thường trực đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Tân Thái Nhì. Và xin được nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của quý nam nữ Phật tử trong đại lễ sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này chúng con xin được thành kính bái thỉnh Hòa thượng Đạo Hiệu Thích Tịnh Hạnh, thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, tuyên đọc thông điệp đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính cung thỉnh chư tôn đức quý vị thập phương lắng nghe thông điệp.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng chứng minh, Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm Nhâm Dần, Phật lịch 2566, Dương lịch 2022. Thông điệp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi chư tôn đức hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni. Kính thưa quý cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Mùa Phật tưởng đại Phật đản đại lễ, người con Phật khắp năm châu đã hân hoan chào đón ngài Đức Đạo Sư mang ánh sáng trí tuệ bao la và suối nguồn yêu thương bất tận đến cho nhân loại. Đây là dịp cho tất cả chúng ta ôn lại lịch sử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là cơ hội để người Phật tử chiêm nghiệm sống theo lời dạy vàng ngọc của ngài, đi theo con đường giác ngộ của ngài để đưa nhân loại đến hòa bình, an lạc và hạnh phúc. Đức Phật dạy, mọi sự vật, hiện tượng đều do duyên sinh. Theo đó, con người có trách nhiệm trong mỗi suy nghĩ, hành động của mình để bảo vệ sự tươi đẹp của hành tinh và có vai trò quyết định sự phồn vinh, thịnh vượng, tương lai của vũ trụ mà chúng ta đang sống. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Thế Tôn lại dạy, người nào không thành tựu thánh giới, thánh tuệ, thánh định và thánh giải thoát thì người đó tự rời khỏi pháp và luật của Đức Như Lai. Tu tập giới định tuệ là thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với chính mình và tha nhân, với nhân sinh và với xã hội. Theo lời dạy của Đức Phật, trách nhiệm xã hội là tiêu chuẩn của cả đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội. Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức đều phải có trách nhiệm, nghĩa vụ hành động vì hạnh phúc, an lạc của nhân loại. Do vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người đệ tử Phật cũng phải nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật và tuân thủ pháp luật, đồng thời siêng năng thực hành giáo lý từ bi hỷ xả để nuôi dưỡng thân tâm. Đó chính là nền tảng thực hiện trách nhiệm xã hội, xóa bỏ điều ác, hận thù, vô cảm trong xã hội. Đây cũng chính là tiền đề và là động lực để mỗi chúng ta thực hiện trách nhiệm xã hội của mình, cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Mùa Phật đản năm nay trở về trong không khí hân hoan sau hơn 2 năm dịch bệnh Covid-19, phải thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều mức độ khác nhau. Ngay lúc này, người con Phật tràn phát quê hương nữa, truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Mỗi tăng ni cần nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết và phát triển. Nỗ lực không ngừng làm cho đạo Phật xương minh, xây dựng giáo hội vững mạnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
kính mừng đại lễ Phật đản. Thay mặt thường trực Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi gửi lời tán thán công đức tới chư tôn đức tăng ni, các cấp giáo hội và cơ sở tự viện trong cả nước, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài đã làm tốt công tác phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo. Kính chúc tất cả sống an lành trong giáo pháp của Đức Như Lai. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát. Đức quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng Ấn Ký. Chúng con xin kính niệm ơn Hòa thượng Chính Minh Ba Địa Sư Phật gia thành phố, kính tôn thỉnh chư tôn giáo phẩm quý vị đáng quý, quý tôn giáo bạn và quý đồng học nữ an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 2000 năm kinh sử truyền ghi, một sáng tháng tư đạt diệu kỳ, khắp cõi nhân thiên bừng tỏ rạng, đón mừng Phật đản đến từ bi. Giờ này chúng con thành kính cúng thỉnh Thượng tọa Thích Minh Thanh, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hóc Môn, tuyên đọc diễn văn đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng trị sự, diễn văn Phật đản Phật lịch 2566 dương lịch 2022 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Túc Hòa thượng Thượng tọa Ni trưởng Ni sư Đại Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, kính thưa quý liệt vị, ngược dòng thời gian cách đây 2646 năm, vào ngày trăng tròn tỏ rạng của tháng Vesak thiêng liêng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni thuộc xứ Ấn Độ cổ đại, nay là Nepal. Đức Phật đản sinh đã trở thành một sự kiện hy hữu của toàn nhân loại. Ngài là một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian này vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Trải qua quá trình tu tập chứng nghiệm tâm linh, cũng vào thời khắc trăng tròn vế sắc tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ, Ngài đã giác ngộ thành Phật. Trong công cuộc hoằng pháp và độ sinh, Ngài đã để lại cho nhân loại một kho tàng hệ thống tư tưởng giáo lý vô giá về trí tuệ, lòng từ bi, tinh thần bất bạo động. Con đường giải thoát khổ đau, hòa hợp và phát triển thông qua giáo lý Bát Chánh Đạo là bản thể của Trung Đạo, là ba môn vô lậu học, giới, định, tuệ, là con đường độc nhất đưa chúng sanh đến chứng quả Niết Bàn và thành Phật. Ngày nay, đại lễ Phật đản Vesak đã trở thành lễ hội tôn giáo vĩ đại của Liên Hiệp Quốc. Tôn giáo vì hòa bình của Liên Hợp Quốc là đại lễ thiêng liêng của hàng triệu tín đồ trên toàn thế giới. Trong bối cảnh nhân loại đã trải qua hơn 2 năm dịch bệnh Covid, cùng với sự đe dọa của biến đổi khí hậu, xung đột và chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu con người, thì Phật đản là thời gian để Liên Hiệp Quốc phát đi thông điệp của Đức Phật về hòa bình, lòng khoan dung, về thế giới không chiến tranh mà thay vào đó là tình thương, lòng bi mẫn, sự phụng sự con người và chúng sinh. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã khẳng định rằng giáo lý đạo Phật là thông điệp vượt thời gian về sự đoàn kết và phụng sự tha nhân, ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
nhân ngày Phật đản Vesak, chúng ta cùng nhau tôn vinh trí tuệ của Đức Phật bằng cách hành động vì người khác trên tinh thần từ bi và hòa hợp, cũng như đổi mới cam kết của chúng ta nhằm xây dựng một thế giới hòa bình. Kính thưa quý liệt vị, vui thay chư Phật ra đời, vui thay giáo pháp khắp nơi hoàn truyền, vui thay tăng chúng đoàn viên, vui thay bốn chúng kết duyên tu hành. Kính mừng Phật đản năm nay cũng đúng vào thời gian Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành phố đang tập trung trí tuệ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2022-2027. Tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2022 tại thủ đô Hà Nội. Để mọi Phật sự được thành tựu, mọi tăng ni cần khắc ghi và thực hành lời dạy của Đức Phật về giáo lý tứ nhiếp pháp, bố thí là bằng tâm thanh tịnh nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn sau đại dịch Covid-19. Ái ngữ là dùng lời từ hòa hướng dẫn mọi người an trú và phát hiện. Lợi hành là làm lợi ích cho mọi người và xã hội. Đồng sự là hòa hợp, dấn thân phục vụ để khuyến hóa mọi người phát tâm tu tập theo thiện pháp, hướng đến nhất thiết trí thành Phật. Đây chính là con đường dẫn đến sự thành công của mọi công tác Phật sự. Đó cũng chính là con đường để giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong giáo hội, đồng thời là điều kiện quan trọng quyết định sự thanh tịnh, hòa hợp và thành công của Đại hội trên tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết và phát triển. Trong niềm hoan hỷ vô biên, kính chúc cho Tôn Đức Tăng Ni, quý cư sĩ và đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài một mùa Phật đản an lạc, vô lượng cát tường, thành tựu viên mãn các Phật sự, lợi đạo ích đời. Trong tinh thần cúng dường thứ minh đạo pháp, phụng sự chúng sanh và thiết thực cúng dường Đức Phật nhân ngày đại lễ Phật đản Vesak năm nay, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin kính tri ân Thượng Tọa Trưởng Ban Trị sự Phật Giáo Huyện Hóc Môn vừa tuyên đọc diễn văn đại lễ Phật đản của Đức Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và xin đạo tràng chúng ta cho một tràng pháo tay để chung vui với mùa Phật đản.